Sanh mở 1 tháng rồi ăn nếp được không? Tình trạng mà xưa giờ người ta nói ăn nếp dẫn đến tình trạng sẹo lòi, sưng mủ, nhiễm trùng, vết thương sau khi mổ thì là sai lầm nha. Nếp nó vô tội, nếp nó không ảnh hưởng gì cả. Trong nếp có nhiều vitamin và khoáng chất cũng như là carbohydrate nhiều và có một ít chất đạm. Nhưng mà nếp chúng ta cũng đừng ăn nên nhiều quá, bởi vì nếp nó khó tiêu, ăn vừa đủ thôi. Hãy cung cấp đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, cũng như là ra tiệm thuốc mua một loại vitamin bổ dành cho bà bầu, nó sẽ hỗ trợ rất tốt luôn. Nói tóm lại là sanh mổ rồi thì nếp không ảnh hưởng gì đâu, bạn cứ ăn bình thường, nếu như bạn thèm thèm gì ăn đó, đừng kiêng kỵ nha. Sao mỗi lần có vết thương hở ăn xôi nếp vào đều bị mưng mủ, đa số ai cũng vậy. Đa số ai cũng vậy hả? Mình có đâu, mình vết thương hơi nhiều á, mình cũng ăn xôi nếp hơi nhiều á, mình tập gym mà ăn xôi nếp rất là nhiều luôn. Nhưng mà có sao đâu, vì có phải là giống 50-50 không? Bạn ăn xôi nếp thì có, mình ăn xôi nếp thì không có, 50-50 quá không? Mưng mủ là do đâu nè? Là do viêm. Viêm là sao? Sưng, nóng, đỏ, đau, nổi mủ do tình trạng vi khuẩn và các tác nhân bên ngoài xâm nhập vào dẫn đến tình trạng viêm nên nổi mủ. Ok, thường là các tác nhân là gì? Ví dụ như là bạn vệ sinh kỹ không sạch sẽ nè, nhất là nằm bệnh viện nha, bệnh viện mà vệ sinh không kỹ càng dễ bị nhiễm khuẩn chiếu bệnh viện lắm. Thứ hai là rửa vết thương không kỹ nữa nè, hoặc là y tế vô khuẩn không tốt khi phẫu thuật nè, hoặc là y tế rửa vết thương cho bạn cũng không kỹ luôn nè. Nói chung là nguyên tắc vô khuẩn và rửa vết thương của bạn là chưa được đảm bảo nên dẫn đến tình trạng là bị nhiễm khuẩn, hoặc là khi y tế không vết thương á, nó bị lòi, bị hở ra, nó nhíu lại á, bị hở ra không khít cũng dẫn đến tình trạng bị nhiễm khuẩn. Hoặc có thể là gì, bạn bị dị ứng với cái sợi chỉ đó sao, sợi chỉ mà bị sợi chỉ khâu á, bạn không thích nghi được với nó thì cơ thể của chúng ta phản ứng lại với sợi chỉ đó cũng dẫn đến tình trạng bị mưng mủ. Hoặc có thể là gì, bạn nói ăn xôi ok, chấp nhận bạn ăn xôi mưng mủ thì đó là do bạn thôi, bạn không thích nghi, không thích ứng, bạn dị ứng với lại xôi đó, chứ không phải là bạn đừng lấy cái một khía cạnh nhỏ của bạn hoặc là những người xung quanh của bạn ăn bị mưng mủ mà bạn đánh đồng hết tất cả được. Không thể đánh đồng tất cả là do xôi được, không phải nè, đó là do bạn chứ không phải do xôi. Hoặc có thể là do gì, bạn kiêng khiêng quá nhiều thiếu chất đó. Khi mà trong tình trạng mình đang bị vết thương hở nữa còn phải chất dinh dưỡng rất là nhiều mới tái tạo da, mới làm lành vết thương nhanh hơn, mà bạn kiêng khiêm nữa thì sao, vết thương lâu lành hơn, dễ mưng mủ hơn nữa. Nói chung là do bạn không thích nghi được với lại xôi đó. Mình nói theo khía cạnh là bạn nói bạn ăn xôi đó nha, là do bạn chứ không phải là do xôi. Ok.